Không. Nó mới là chậm sơ sơ những cái ấy thôi chứ cũng đừng có lao vô mấy cái chỗ nó mất cái nhiệt. Cái là gỡ sơ nhiệt ra. Chỗ nào không bị ấy thì mình lao. Đi tình yêu đẹp rồi. Không về. Đi Sài Gòn luôn. Đi Sài Gòn làm bất động sản. Không, ông đi Nhật lại. Trang đang ở Hà Nội và ông còn bà đi Sài Gòn là bà đi yêu đậm sâu rồi. À khách rồi. À, chị đem chỗ qua thì để đó luôn. Nhiều người bị yếu quá. Mày rầm rầm luôn, rầm nó đó nhiều người họ không thấy đường bấy. Cô Lý gì? Ủa mát họ ra nữa chứ trời. Chưa nặng. Toàn chưa nặng không? Không để gì mà làm cái rầm luôn. Mai chỗ này ngái không phải như cái cửa bước vô. Cửa bước vô nè tiêu luôn. À, mà hôm qua em cũng u đầu dưới dưới đó. Cửa của mình á, cái xếp cái kế xuống nè. Kế cái lưng chừng đó. Em thấy bà nhà đi qua được cái em tọt qua thế. Mà đầu em cao quá. Tọt hai thế. Ngu ngu. Thiệt luôn. Cứ kéo ở dưới gì? Kéo để lưng chừng. Ừ. Cậu ngon quá. Đầu mày hình như cũng hơi bị bầm dập trước giờ. Tôi gần rồi, ghê, nhanh nè. Cứ ở đây là ở nhà hàng mô đó. Nhất ở nhà hàng mô nhà mình phụ giá bán luôn 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 chị. Bữa nay ai cũng lương ương lại dở nữa rồi. À, đau đau đau. Phương cũng đau là biết rồi. Trâu.
nhập viện rồi. Không biết, sốt, đêm nổi luôn. Mình đi đang mua sổ cho chuyện. À, nhưng mà hình như Phương phải sốt sốt khí. Rất mong tài bao mấy phút rồi sao không tay có chịu ý. Sữa bò được sáng sắc từ đây. Bún. Thầy tinh tụy. Hả? Hả không nha. Tao ăn mày hả không nha. Rồi.